Chúng ta đã biết thì cấp cứu rối loạn nhịp tim là thường gặp trong thực hành tim mạch và trong nội khoa nói chung. Đây là một vấn đề được xem là khá phức tạp và hóc búa. Và rối loạn nhịp tim cấp cứu là một trong những nguyên nhân quan trọng gây tử vong tim mạch. Đây là ngụ ý là những trường hợp mà rối loạn nhịp tim là tiên phát dẫn tới các trường hợp suy giảm huyết động mà chúng ta không thể cắt cơn nhịp nhanh được, dẫn tới là tình trạng vòng xoắn bệnh lý do mất huyết áp và có thể gây ra tử vong. Chứ chúng ta cũng không bàn những cái chuyện là những cái bệnh lý tim mạch đến giai đoạn muộn, giai đoạn cuối cùng, bệnh cơ tim giãn, EF giảm dần đến lúc suy bơm và giai đoạn cuối cùng có thể kết thúc bằng một cái ngừng tim, có thể là rung thất, thì đó cũng không coi là một cái nguyên nhân rối loạn nhịp tim phải cấp cứu và gây tử vong. Và đây là nguyên nhân tiên phát dẫn tới các cái trường hợp cấp cứu tim mạch. Vấn đề chỗ là rối loạn nhịp tim được coi là cấp cứu khi nào? Thì có rất nhiều các hướng dẫn, nhưng nó tóm lại để làm đơn giản. Vấn đề thì chúng ta có thể tiếp cận, thứ nhất là bệnh nhân không ổn định, và thứ hai nữa là điện tâm đồ có nguy cơ cao. Đấy. Tuy nhiên là trong trường hợp này chúng ta đặt cái gì trên hết á? Đặt yếu tố người bệnh là trên hết. Và bệnh nhân không ổn định ở đây chính là yếu tố về mặt huyết động. Huyết động là huyết áp, là tần số tim, là các cái hệ lụy liên quan tới tình trạng sút giảm huyết động như tình trạng sốc, rối loạn tâm thần cấp, đau ngực, khó thở tiến triển. Sau chúng ta xếp tới một cái điện tâm đồ nguy cơ cao để trả lời câu hỏi là một bệnh nhân rối loạn nhịp tim nhập viện ngay trước mặt chúng ta có cần phải cấp cứu không? Thứ hai nữa là mức độ ưu tiên phải cấp cứu như thế nào? Ví dụ cùng một thời điểm có hai bệnh nhân vào viện vì rối loạn nhịp tim nhanh phải cấp cứu thì chúng ta sẽ cấp cứu bệnh nhân nào trước? Và chúng ta phải căn cứ vào thứ nhất là bệnh nhân có ổn định hay không về mặt huyết động. Yếu tố thứ hai là điện tâm đồ. Bệnh nhân không ổn định là những trường hợp nào? Thứ nhất là bệnh nhân đang nhập viện có các rối loạn nhịp tim gây huyết động không ổn định. Tần số tim nhanh trên 150 chu kỳ phút. Và nếu nói về nhịp chậm thì khoảng chậm dưới 40 chu kỳ phút, đó là cái mốc tham chiếu. Còn nếu như bệnh nhân vào viện có sút giảm huyết động mà tần số tim không nhanh hơn 150 hoặc không chậm hơn 40 thì chúng ta cần phải tìm hiểu các nguyên nhân khác nữa dẫn tới loạn huyết động chứ không phải đơn thuần là các về mặt tần số tim. Ý thứ hai nữa là bệnh nhân có dấu hiệu tụt huyết áp tâm thu dưới 90 mét thủy ngân. Và thứ ba nữa là có tình trạng giảm sút huyết động dẫn tới giảm sút tưới máu các cái tạng. Rối loạn ý thức cấp tính, tức là diện rối loạn tuần hoàn não, tình trạng sốc, rối loạn tưới máu ngoại biên và trung tâm nữa, rồi đau ngực tiến triển và cái dấu hiệu suy tim như là khó thở ngày càng tiến triển, thì đó là những cái tình trạng mà chúng ta cần xem một bệnh nhân không ổn định về mặt nhịp tim dẫn tới rối loạn huyết động. Một cái khía cạnh nữa chúng ta mở rộng một chút là bệnh nhân có thể không ổn định nếu như tiền sử gần đây bệnh nhân được ngừng tim được cứu sống. Đấy. Trong vòng một vài tuần lễ đã từng là ngừng tuần hoàn, đã được sốc điện cấp cứu thành công, thì bây giờ nếu vào viện cho dù một cái rối loạn nhịp tim nhanh chưa phải quá khẩn cấp, nhưng ta phải tiên lượng khả năng đó có thể xảy ra cơn nhanh thất, có thể thoái chuyển thành cuồng thất và rung thất trong một vài phút nữa, hoặc là có thể tim nhanh thất không phải là quá nhanh nhưng mà ở trên nền bệnh nhân này kèm theo yếu tố thuận lợi như suy giảm chức năng thất trái thế này thế khác, có thể dẫn tới là tụt huyết áp khá là nhanh chóng và dẫn tới ngừng tim. Thứ hai nữa là tiền sử ở đây bệnh nhân ngất, đúng không? Ngất là một tình trạng rối loạn huyết động nặng. Thứ nhất ngất đây là ngất gì? Ngất cho loạn nhịp thực sự. Đấy, chứ còn ngất cho những nguyên nhân khác thì chúng ta cũng phải bàn thêm. Đấy. Thứ ba nữa là bệnh nhân tiền sử gần đây có những cơn đánh trống ngực, gợi ý là gì? Tần số tim, nhịp tim nhanh, kèm theo các triệu chứng khó thở xuất hiện nhanh, đấy, hoặc là tụt huyết áp thực sự. Đấy là một vài hình ảnh, đúng không ạ? Đây là một cái cơn ngất, đúng không ạ? Ngất này chắc là ngất thật, đúng không ạ? Một cái vệ binh sĩ quan danh dự trong Hoàng gia Anh tự nhiên đang làm đội danh dự lại lăn ra ngất, đúng không ạ? Thì cái này ngất là thường ngất thật. Nhưng ngược lại thì nhiều trường hợp khác là chúng ta phải xem là trong thời kỳ ngày xưa có những bức ảnh vẽ những người bị ngất thế này thì cũng chưa hẳn là ngất thật, đúng không ạ? Cho nên chúng ta cũng cần phải phân tích lại các tình huống. Bệnh nhân không ổn định thể hiện nữa là cái triệu chứng tiến triển nhanh từ khi rối loạn nhịp tim xuất hiện, rối loạn huyết động ngay hoặc trong thời gian rất ngắn sau khi xuất hiện rối loạn nhịp. Đấy. Nhiều bệnh nhân người ta mô tả là gì ạ? Sau khi lên cơn tim đập nhanh chỉ 5 phút em không biết gì. Thì chứng tỏ là gì? Nếu lần sau bệnh nhân vào viện vì cơn nhịp nhanh xuất hiện, chúng ta chuẩn bị 5 phút nữa sẽ có chuyện ngay. Nhưng lại có nhiều bệnh nhân nói là gì ạ? Chúng ta hỏi là từ lúc mà em bị cơn tim nhanh đến lúc cảm thấy mệt như thế nào mà em chả thấy mệt gì cả. Chỉ có điều nhập viện từ sáng đến tối bác sĩ cắt cơn bằng thuốc không được và quyết định là sốc điện để cắt cơn cho em. Thì như vậy là cái trường hợp thứ hai đó, mức độ nguy cơ
để dẫn tới bệnh nhân bất ổn sẽ thấp hơn trường thứ nhất là chỉ có 5 phút sau khi loạn nhịp hay triệu chứng xuất hiện bệnh nhân đã bị tụt huyết áp. Một khía cạnh nữa là các rối loạn nhịp mới xuất hiện mà diễn biến nặng thì nguy cơ sẽ cao hơn là các rối loạn nhịp tim đã có từ lâu và triệu chứng nhẹ. Chúng ta sẽ không cần phải cấp cứu một trường hợp nhập viện có ngoại tâm thu thất khởi phát đứa thất phải. Bệnh nhân tiền sử đã 3 năm mắc cái rối loạn nhịp tim này rồi, đúng không ạ? Thì vào viện có thể điện tâm đồ vẫn là ngoại thu nhịp đôi, nhưng ta không cần phải hoảng hốt gì hết. Chúng ta cứ theo dõi vì tiền sử bệnh nhân đã bị từ lâu và tình trạng loạn nhịp bệnh nhân đã thích nghi được. Và thực tế nó ít có khả năng gây nguy hiểm huyết động bệnh nhân. Thay vì trong trường hợp đó, chúng ta đưa bệnh nhân vào tình trạng cấp cứu rồi là gì ạ? Mắc monitor thở oxy thôi được, không thừa, đạt được truyền tĩnh mạch cũng không sao. Nhưng nếu chúng ta truyền những thuốc kiểu như lidocaine, đường tĩnh mạch hay là cortisone để cắt cơn cho bệnh nhân thì trong trường hợp này chúng ta đã hành xử hơi quá trước một trường hợp là gì ạ? Rối loạn nhịp đã lâu, thực chất là không phải cấp cứu, mặc dù điện tâm đồ thì có vẻ ngoại âm thu khá là dày và ngược lại. Đó. Rồi là gì ạ? Khía cạnh thứ hai để đánh giá một người bệnh rối loạn nhịp tim có phải cấp cứu hay không, thực sự là cấp thiết phải cấp cứu hay không, chính là điện tâm đồ. Đấy, chúng ta phân tích điện đồ và trên cơ sở phân tích điện đồ trong lúc rối loạn nhịp đang diễn ra, đúng không ạ? Hoặc là các dấu hiệu liên quan và chúng ta đã xác định được là bệnh nhân này là có nguy cơ cao có thể gây rối loạn huyết động hay ngừng tim cần phải cấp cứu hay không. Cụ thể là gì ạ? Nếu như rối loạn nhịp tim là quá nhanh hoặc quá chậm, đấy, chúng ta biết là nhanh và chậm là không tốt rồi, nhưng quá nhanh và quá chậm thì nguy cơ sẽ cao hơn. Kiểu như chúng ta sẽ có một cái cơn nhịp nhanh thất khoảng 180 chu kỳ phút là khá nguy hiểm rồi. Nhưng nếu chúng ta gặp một cơn nhịp nhanh thất mà gì ạ? 250 chu kỳ phút, 300 chu kỳ phút, từ gần sang cuồng thất thì nó sẽ nguy hiểm hơn nữa. Đấy, một block nhịp thất cấp 3, nếu như tần số thất khoảng 40 chu kỳ phút, 45 chu kỳ phút QRS tanh mảnh thì sao? Thì mức độ nguy cơ sẽ không bằng một cái trường hợp block nhịp thất mà tần số thất dưới 30 chu kỳ phút và đặc biệt nữa kèm theo QRS giãn rộng. Thứ hai nữa là điều tốc độ nguy cơ cao hơn cùng rối loạn nhịp nhanh cùng tần số, nhưng rối loạn nhịp thất bản chất là thất sẽ nặng hơn là rối loạn bản chất là tiên thất. Vì trong rối loạn nhịp thất thì tâm thất thường sẽ diện không có bóp đồng bộ với tâm thất và dễ bị tụt huyết áp hơn ở cùng một mức tần số tim đó. Thứ ba nữa là có những khi bệnh nhân vào viện vừa dứt cơn loạn nhịp xong nhưng chúng ta vẫn coi như quá trình cấp cứu đang tiếp tục bởi vì điểm đồ có các dấu hiệu cảnh báo, các dấu hiệu tồn dư ấy, mà chúng ta nghĩ rằng là tình trạng bệnh nhân vẫn phải tiếp tục theo dõi hoặc gần như một tình trạng diện cảnh giác cấp cứu. Tại vì chúng ta vừa rồi là bệnh nhân ngày hôm nay là bệnh nhân cuối cùng nhiễm COVID được khẳng định tại Việt Nam đã xét nghiệm âm tính và trong cái danh mục theo dõi của Tổ chức Y tế Thế giới thì là chúng ta đã được tô màu xanh, có nghĩa là tất cả bệnh nhân 16 bệnh nhân mắc bệnh đã khỏi bệnh. Đấy. Tuy nhiên diện chúng ta không phải vì thế mà coi như dịch bệnh đã chấm hết tại Việt Nam mà chúng ta vẫn phải tiếp tục cảnh giác vì rất có thể ca tiếp theo lại xuất hiện, loạn nhịp tiếp theo lại sắp sửa đang đến, ví dụ như vậy. Vì đây một minh họa mà tôi cũng đã trình bày rất nhiều năm rồi. Đấy. Đây là một cái trường hợp nhịp nhanh thất, đúng không ạ? Tần số tim khoảng 150 chu kỳ phút, nhịp quy đắc giãn rộng 150 chu kỳ phút, nhịp nhanh thì nó là gì? Nó đã nguy hiểm rồi, nhưng nó sẽ không nguy hiểm bằng là gì? Quá nhanh 300 chu kỳ phút, đúng không ạ? Nếu hai bệnh nhân giống hệt nhau về tuổi, giới, về thể lực, tất cả mọi thứ thì rõ ràng nó cùng nhập viện cùng một thời điểm thì phải bệnh nhân là chắc chắn nguy cơ cao hơn. Và nếu tụt huyết áp thì ca này sẽ tụt huyết áp trước. Đấy. Ví dụ như vậy. Rồi cũng là 150 chu kỳ phút tần số tim, nhưng bản chất nhịp tim là nhịp diện nhịp xoang, nó như ta biết đây P xoang đây, P xoang đây thì nó sẽ không nguy hiểm bằng, thường là như vậy, không phải tất cả các trường hợp đều đúng đâu nhé, không nguy hiểm bằng là diện là cũng 150 chu kỳ phút nhưng nó là không phải nhịp xoang nữa, nó là cơn tim nhanh tiên thất, trong trường hợp này tim nhanh kịch phát tiên thất. Đấy, bởi vì sự co bóp của tim trong nhịp xoang nó sinh lý, ít khi tụt huyết áp ở tần số 150 chu kỳ phút, mà ai chúng ta đã từng có nhịp nhanh sau 150 chu kỳ phút. Đấy. Nhưng mà tim nhanh kịp phát tiên thất thì có thể tụt áp. Với trong trường hợp này trình tự co bóp nhĩ thất nó không còn bình thường nữa, trong trường hợp tâm nhĩ tâm thất co bóp gần như đồng thời, và chính vì vậy dòng máu chảy không thuận, không hợp với tự nhiên sinh lý và có thể là gây tụt huyết áp. Đấy, do huyết động giảm nhanh và cái tần số này cũng 150 chu kỳ phút vẫn không nguy hiểm bằng là diện nó quy đắc rồi còn giãn rộng nữa. Đấy. Thì mức độ nguy cơ lại càng tăng lên. Đó. Như vậy thì tần số là một khía cạnh, bản chất nhịp thất cũng dẫn tới một cái nguy cơ cho rối loạn nhịp tim đó nặng hơn. Đó. Rồi là một ngoại tâm thu thất đơn giản, đấy, chúng ta nhìn thấy đây là một ngoại tâm thu thất nhịp đôi khởi phát từ đường ra thất phải. Đó. Đơn giản thì đúng là nhìn ngoại tâm thu thất này chúng ta thấy đấy, mật độ loạn nhịp khá nhiều, tới 50% các nhát bóp của tim, và trong rất nhiều trường hợp là các bạn đồng nghiệp đã hơi hoảng hốt với trường hợp này, nhưng thực ra gì, ngoại tâm thu thất đơn giản thì nó thường là lành tính, thường thôi nhé, thường lành tính và nó sẽ không nguy hiểm bằng diện cũng ngoại tâm thu thất
gần như nhịp đôi, hơn một chút xíu, nhưng nó đa dạng. Đấy, đa dạng. Đây là chúng ta có một ngoạm thu thất đây, ngoạm thu đây, một cái dạng nữa đây, một dạng thì nhọn như lưỡi kiếm, một dạng thì như cái phi cá mập này. Đấy, như vậy thì hai ngoạm thu này là trở nên đa dạng thì mức độ nguy cơ sẽ cao hơn. Đó. Rồi gì ạ? Ngoại tâm thu thì không nguy hiểm bằng tiếp nhanh thất. Khi mà các cái nhất loạn nhịp thất nó đi liền thành chùm, thành dãy, biến một cái ngoại thu thất đơn lẻ hoặc nhịp đôi thành một cơn tiếp nhanh thất ngắn trở lên, thành tiếp nhanh thất vừa, tiếp nhanh thất dài, thì mức độ nguy cơ sẽ cao hơn. Đấy, tiếp nhanh thất đơn dạng thì sẽ không nguy hiểm bằng là đa dạng. Đấy. Rồi tiếp nhanh thất đa dạng, dù sao nữa gì ạ? Tần số thất vẫn tương đối là gì ạ? Không quá nhanh, và tâm thất vẫn có bóp đồng bộ, có nghĩa nếu như bệnh nhân tiêm nhanh thất đa dạng, trong phúc bộ QRS biến đổi nhiều lắm, nhưng nếu chúng ta soi X quang của cái bệnh nhân đó thì thấy điện tâm thất nó vẫn đập một cách tương đối đồng bộ, nó co bóp được. Đấy. Nhưng đến mức độ gì ạ? Xoắn đỉnh thì vẫn còn có thể co bóp đồng bộ được, nhưng đến rung thất thì sao? Trên X quang là tâm thất đứng yên, chỉ còn mỗi điện học. Cho nhiều khi tôi nhớ ngày xưa đọc một cuốn sách là gì, giữa xoắn đỉnh và rung thất khác biệt thế nào, hình ảnh điểm đồ khá là giống nhau, thì chính là chỗ này. Nếu chúng ta soi X quang một bệnh nhân rung thất thì là tim mạch can thiệp, đúng không? Bệnh nhân ngừng tuần hoàn đấy, bóng tim tĩnh lặng trên X quang, không co bóp gì nữa, thì đấy chính là rung thất ngừng tuần hoàn thực sự. Còn xoắn đỉnh thì có thể tần số thất rất nhanh, các phúc bộ QRS nhiều khi gần giống như là rung thất, nhưng trên X quang vẫn thấy tim tâm thất bóp, mà bóp rất nhanh nhưng nó vẫn còn bóp đồng bộ. À, mức độ nguy cơ. Hôm nay không nói về nhịp chậm, nhưng tôi cũng sẽ nói một chút về đại cương. Đấy, chúng ta gặp phải bệnh nhân nhịp tim chậm. Đấy, trong trường hợp này mình nhịp tim do block nhịp thất cấp 2, Mobis 2, tần số tim khoảng 38, 39 chu kỳ đến phút, và QRS thanh mảnh, tức là chậm, cũng không nói quá nặng nề, chậm nhiều có thể là dưới 20 chu kỳ phút, 25 chu kỳ phút, QRS thanh mảnh, thì sẽ về mặt điện tâm đồ thôi nhé, là không nguy hiểm bằng diện, không nguy hiểm bằng là một trường hợp cũng nhịp block nhịp thất cấp 2, Mobis 2. Đấy, chúng ta thấy đây có hai nhĩ một thất, hai nhĩ một thất, block nhịp thất có Mobis 2, nhưng mà tần số tim lại chậm hơn, chậm nhiều hơn, và QRS giãn rộng hơn, tức là chủ nhịp thấp xuống dưới mạng phút kỳ giờ, thì nguy cơ bị rối loạn huyết động là cao hơn về mặt điện tim. Ấy vậy mà trong thực tế, không phải lúc nào chúng ta cứng nhắc là có những trường hợp block nhịp thất cấp 2, Mobis 2, hình ảnh điện tâm đồ trước đó, nhưng lại huyết áp lại tụt, còn hình ảnh điện tâm đồ này, nguy cơ được cao hơn thì huyết áp lại không tụt, cho nên là giữa yếu tố bệnh nhân và điện tâm đồ luôn luôn được đánh giá diện đồng thời kết hợp với nhau một cách tổng hòa. Rồi một vấn đề nữa là chúng ta tiếp cận vào bệnh nhân rối loạn nhịp tim, thì những cái rối loạn nhịp tim mà đã lâu rồi thì thường là gì ạ? Tiên lượng nó lành hơn, có nghĩa ít khả năng có chuyện trong một vài giờ tới. Đấy. Như đây là một trường hợp rung nhĩ chậm, có thể là do tác động của thuốc chống loạn nhịp, có thể digoxin chẳng hạn. À, bệnh nhân đã vào viện vì một block nhịp thất cấp 3 từ lúc nào không biết, tần số tim cũng khoảng 40-45 chu kỳ phút và chậm từ lâu. Đấy, và nếu rõ ràng có một tiền sử là tuần trước đi khám bệnh, bác sĩ bảo là sao nhịp tim chậm thế, nhưng bây giờ thì sao? Dịch giã thế này em cũng phải chờ vài ngày thì mới đi khám cho các bác được. Đó. Tới sau 10 ngày sau, nhịp tim vẫn quãng này và bệnh nhân vẫn tương đối ổn định, thì có nghĩa là tiên lượng là gì ạ? Tiên lượng là họ có thể ổn định trong một vài giờ, một vài ngày nữa, thậm chí là còn lâu hơn nữa. Đấy. Nhưng ngược lại thì một bệnh nhân mà block nhịp thất cấp 3, đúng không ạ? Vào viện với chúng ta vì mấy vết xước ở trên mặt, đúng không ạ? Thưa bác sĩ, sáng giờ em ngã 3 lần này không biết gì. Thì rõ ràng là gì ạ? Có thể là ngay một vài giờ nữa hoặc vài phút nữa học ngay trước mặt bác sĩ, và những có thể là gì ạ? Ngất lần thứ tư do block nhịp thất cấp 3 xuất hiện gì ạ? Rất đột ngột và bệnh nhân không thể thích nghi được. Đấy, mất huyết động hoàn toàn. Đó. Cho nên là cái tiên lượng mà bệnh nhân trong cấp cứu chúng ta phải xét, chứ không phải đơn đặt hàng các bạn là cấp cứu rối loạn nhịp, có nghĩa là các bạn là bác sĩ ở khoa cấp cứu vào có sẵn một cơn nhịp nhanh trước mặt và cứ thế là cho thuốc cho men, mà chúng ta cần phải có một cái tư duy tiếp cận một cách hết sức logic. Đấy. Và để khảo sát các bệnh nhân, đánh giá bệnh nhân một cách nguy cơ, một cách chính xác. Nhiều trường hợp chúng ta không cẩn thận chúng ta sẽ bỏ sót. Và thực tế trước đây đã có những cái bệnh nhân suýt nữa chúng ta bỏ sót. Tôi có một cái bài giảng khác tôi có đề cập, một cậu bé vào viện tim mạch cũng buổi chiều ngất mấy lần. Đấy. Điện tâm đồ thì là có block nhánh trái hoàn toàn. Đấy. Và nhưng mà cậu bị ngất mấy lần, mặt xây sát hết vì ngã, rõ ràng là nó không chuyện giả vờ được, đúng không ạ? Đấy. Và lúc đấy là cũng đã buổi chiều rồi, nhưng cũng là theo dõi sát bệnh nhân. Đấy. Ngày hôm sau ghi on tơ điểm đồ thấy là rất nhiều block nhịp thất từng lúc, ngừng tim rất dài. Và ca đây sau này đã được đặt máy tạo nhịp, đến bây giờ vẫn ổn định. Nhưng rõ ràng là rất có thể chúng ta lơ là để bệnh nhân trong hoàn cảnh không được theo dõi sát và nửa đêm bệnh nhân ngừng tim, đúng không ạ? Thì chúng ta sẽ thấy cái tình cảnh rất là xấu. Với đây một trường hợp nữa là gì ạ?
là một bệnh nhân mà bị ngất nhiều cơn đấy, thì đang trên nền background tần số tim không nối quá chậm, đấy, trong trường hợp này tên là Onter, nhưng nếu ghi điện đồ thật thì tần số tim này khoảng 70 chu kỳ phút đó, kéo dài thế này. Đến nhát này thì có một cái nhát hơi ngừng dài, may vẫn còn một thoát thất một cái, nhưng đấy là ngừng tim rất dài đó, ngừng tim dài thế này thì rõ ràng cái quãng ngừng tim này tận 15-20 giây thì bệnh nhân chắc chắn sẽ ngất, không thích nghi được. Đấy. Cho nên cơn nhịp loạn nhịp mới xuất hiện và đột ngột thì thường lâm sàng sẽ nặng và tính cấp thiết phải cấp cứu sẽ cao hơn. Ngoài ra nhiều bệnh nhân vào viện cơn loạn nhịp đã dứt rồi, nhưng chúng ta vẫn phải đặt bệnh nhân trong cái context, trong cái tình cảnh chúng ta đang phải cấp cứu người bệnh. Khi bệnh nhân có các lâm sàng gợi ý một loạn nhịp mới xuất hiện, một cơn ngất ở nhà chẳng hạn, và đến gặp chúng ta ghi được một điện tâm đồ, trước mặt chúng ta có những dấu hiệu cảnh báo là có thể nguy hiểm thực sự. Dấu hiệu tồn dư có nghĩa là mặc dù loạn nhịp đã hết nhưng mà cái vết tích nó vẫn còn trên điện tâm đồ. Đấy, đấy những điểm mà chúng ta cần quan tâm. Ví dụ đây chẳng hạn thì một bệnh nhân đã ngất vào viện, bệnh nhân này cũng là vào viện tim mạch của chúng ta, thì là cơn ngất đã qua hoàn toàn bình thường, khỏe mạnh bình thường, không hề có một thực tổn nào. Nhưng bên trên điểm đồ có hình ảnh của hội chứng Bugada thì rõ ràng là gì? Rất có thể là ngất lại, thậm chí thành một cơn bão điện học, có ngày nó rung tất mấy lần cơ. Đấy, cho chúng ta biết là dấu hiệu cảnh báo. Nhưng nếu chúng ta chủ quan, đấy, chúng ta bảo cái này làm gì có chuyện cấp cứu, đúng không? Và hôm nay bệnh viện chúng tôi quá tải đông lắm, cho nên là mời quý vị về nhà mai đi khám thường quy, đúng không ạ? Đấy, bệnh nhân cũng năn nỉ là thưa bác sĩ tôi muốn vào viện vân vân. Và ví dụ chúng ta không tiếp nhận họ ngày hôm sau, họ về đến nhà và lại tiếp tục rung thất và ngừng tim thực sự thì sao? Thì câu chuyện sẽ rất xấu. Đấy. Rồi đây nữa là dữ liệu cảnh báo, đây là dữ liệu kinh điển, đây một bệnh nhân mà ngoại âm thu thất vào viện thì chuẩn bị cho ta đốt điện như thường lệ. Ta ghi một điện tâm đồ thấy có ngoại âm thu thất khởi phát từ vùng đường đa thất phải trên 12 chuyển đạo, nhưng có cái dạng gì? Đúng rồi, R trên T đấy, cái phúc bộ QRS xuất hiện gần như là vào đỉnh của sóng T, mới xuống một tí tẹo là QRS đã xuất hiện. Và đây là cái thì mà cơ tim nó rất dễ bị kích thích nếu chúng ta tác động cái khu vực này. Đấy. Và đúng thật là nó cảnh báo thật, bởi vì cái chuyện đó nó xảy ra, đúng không? Khi chúng ta đeo Onter điện đồ để chuẩn bị đốt điện để đánh giá xem có bao nhiêu ngàn ngoại âm thu một ngày, đấy, bệnh nhân đang nằm trong bệnh phòng, đấy, thì là một ngoại âm thu xuất hiện đúng vào đỉnh sóng T và khởi kích một cái rung thất là chúng ta đã cấp cứu ngừng tuần hoàn thành công. Nhưng nếu như bệnh nhân mà ở nhà là rất gầy, đúng không ạ? Đấy, nếu cảnh báo mà chúng ta lơ là rất nguy hiểm. Ở đây một trường hợp nữa là bệnh nhân bị ngất nhiều cơn, cái bệnh này thì ít gặp tại Việt Nam. Chúng ta vào viện siêu âm tim thì bình thường, ở góc nhìn của siêu âm tim thì chưa thấy bất thường gì, điện tâm đồ thấy là nhịp xoang đều, cũng không thấy bất thường gì lắm, có T âm nhẹ ở V1, V2, V3, không đặc hiệu. Đấy. Nhưng chúng ta nhìn kỹ ở V1 chúng ta thấy có những sóng lăn tăn, ở cái đoạn ST nó có những sóng rất nhiều thành phần, đây chính là sóng epsilon. Đấy. Thì đây chính là thể hiện là một cái loạn sản đường ra thất phải gây loạn nhịp, và đây là dấu hiệu cảnh báo chúng ta. Tuy nhiên cái hình thái này ít gặp Việt Nam. Trong khá nhiều năm tôi theo dõi điểm đồ, chúng tôi cũng ít gặp những bệnh nhân, một vài ca thôi. Nhưng thời điểm đấy cũng khá lâu và chúng ta cũng không có cộng hưởng từ đủ nhạy để có thể chẩn đoán cái bệnh học này xa hơn. Đấy, nhưng mà đây là một cái hình ảnh khá kinh điển ở các nước phương Tây, đặc biệt là xung quanh cái vùng Địa Trung Hải. Đó. Tới đây nữa là một bệnh nhân mà vào viện một cái cân ngất, vào viện và chúng ta thấy là gì ạ? Trên điện tâm đồ thì cũng không thấy bất thường gì. À xin lỗi là cũng không thấy có gì về mặt tần số tim cả. Tần số tim vẫn khoảng 77 chu kỳ phút. Khá là đều. Có chăng chỉ một cái ngoại thông tu nhĩ ở đây cũng không diện. It doesn't make any sense. Đúng không? Nhưng mà nếu nhìn kỹ thì sao ạ? Nhìn kỹ chúng ta thấy là bệnh nhân này có block nhanh phải hoàn toàn. Đó. Có trục phải rất mạnh. Đúng không? Ở cái D1 gần như là không có error. Đúng không? Cái vector nó kéo rất sâu xuống. Trục phải rất mạnh. Đấy. Thì có bạn bảo là thưa thầy có thể bệnh nhân mắc nhầm điện cực thì sao, tay phải tay trái thì nó cũng âm nhưng mà P lại dương, đúng không? P dương D1 chứng tỏ là mắc đúng đó. Nhưng mà block nhánh phải hoàn toàn cộng với trục phải mạnh, tức là block phân nhánh trái sau. Đấy. Tức là cái dòng điện nó chỉ còn chạy qua mỗi nhánh trái sau từ nút xoang qua bo hít thì đứt bên phải, xung động chui sang bên trái, chia là hai nhánh trái trước trái sau thì đứt luôn nhánh trái sau, chỉ còn chảy mỗi nhánh trái trước. Và cái tốc độ dẫn truyền của nhánh trái trước cũng đã tương đối diện chậm, thể hiện là PR nó dài, PR đây là hơn 200 ms. Nhưng bệnh nhân này là diện, mặc dù hết cân, triệu chứng đã qua, tần số tim đủ, nhưng bệnh nhân là block 3 phân nhánh và rất có thể thành block cấp 3 trong thời gian vài phút nữa, đúng không? Hoặc là rất nhanh, đấy là xung động đi qua nút nhĩ thất,
đứt cái nhánh phải thể hiện là cái quy đét giãn rộng và nhánh nội điện muộn ở V1, xung động đi sang bên trái, có nhánh trái trước và trái sau thì đứt trái sau gây trục phải mạnh, còn nhánh trái trước thì chạy chậm, đúng không? Chạy chậm thì làm PR dài. Nhưng đây là block 3 nhánh và chúng ta cần phải sẵn sàng cấp cứu thì có thể là bị lại. Đấy. Nhất là trong bệnh cảnh của bệnh nhân nhồi máu cơ tim cấp thành sau dưới chẳng hạn, vào viện tiền sử đã cũng rối loạn huyết động ở tuyến trước rồi, chuyển đến chúng ta SC vẫn chênh lên và có block 3 nhánh thì sao? Thì cẩn thận, chủ động chúng ta phải đặt cái máy tạo nhịp tạm thời cho bệnh nhân trước khi chuyển sang cắt lép. Đấy, hoặc là phải bàn giao cho đội can thiệp mạch vành là gì ạ? Khi tiếp cận mạch máu xong là đặt luôn cái sông tạo nhịp tạm thời rồi làm gì cũng làm. Đấy. Đấy, vì chúng ta biết là nó rất dễ bị block cấp 3, nhất là trong hoàn cảnh thiếu máu cung bộ cấp tính tiến triển, mọi thứ đều có thể diễn ra. Đấy. Nếu chúng ta không cẩn thận, chúng ta vẫn một mặt vẫn chăm chú giải thích cái khả năng can thiệp liên lạc, nhưng lơ là bệnh nhân chỉ block cấp 3, ngừng tuần hoàn ngay trước mặt, cấp cứu khó, rất khó, đúng không ạ? Rất khó. Đặt máy tạo nhịp tạm thời khi bệnh nhân đã ngừng tim rất khó, rất khó. Người ta xoắn vặn, kích thích, không hợp tác, chọc được cái tĩnh mạch dưới đòn rất là khó khăn, và chưa kể đưa điện cực vào thử ngưỡng làm sao, không phải dễ. Nhưng nếu chúng ta chủ động trước, tiên lượng sẽ bị, đúng không ạ? Chúng ta đã đặt máy tạo nhịp, đặc biệt trong màn dưới màn tăng sáng, các ekip phối hợp với nhau thì mọi chuyện có thể sẽ yên ổn. Đó. Rồi đây một trường hợp nữa là một bệnh nhân có một cơn tim nhanh, bệnh nhân bắt mạch thấy là khoảng 220 chu kỳ phút, nhưng không biết nó là cái gì. Đấy, sau khi hết cơn vào viện chúng ta ghi điểm đồ này, đương nhiên chúng ta sẽ phải loại trừ cả một cái hội, đây một bệnh nhân có thật đấy, hội chứng vành cấp và thấy tê đảo hướng vân vân. Nhưng mà sau một cơn nhịp nhanh mà tê đảo hướng thế này, thường bản chất nó là nhịp nhanh gì ạ? Nhịp nhanh thất chứ không phải trên thất. Đấy, chúng ta tham khảo. Tuy nhiên nếu một điểm đồ đơn lẻ này thì chúng ta cũng phải xem, biết đâu là bệnh nhân có thể bị các rối loạn nhịp thứ phát liên quan tới thiếu máu cục bộ. Đấy, nhưng mà sau này thì chẩn đoán cuối cùng là gì ạ? Một cơn rối loạn nhịp thất đã qua mà không có bệnh mạch vành, và sau khi cơn nhịp thất đã qua thì nó để lại những dấu hiệu tồn dư điểm đồ, chính là sau tê đảo hướng một thời gian bao nhiêu ngày chúng ta không rõ, thường là khoảng 24 giờ trở đi thì có thể nó sẽ bình ổn trở lại được. Đó, đó chưa kể là cái này diện lãnh là thuốc chống loạn nhịp rồi. Đấy, nhìn thế này chắc là coron truyền mấy lọ rồi thì QT nó bắt đầu dài ra. Đấy, chúng ta sẽ sang mục tiếp theo, chính là xử trí các cấp cứu nhịp nhanh. Xử trí cấp cứu nhịp nhanh thì thưa các bạn, là nói về xử trí cấp cứu nhịp nhanh thì chúng ta có rất nhiều cái nguồn tài liệu để tham khảo. Thứ nhất là các bài giảng các thầy, đấy, các bài giảng kinh điển trong sách giáo khoa vân vân. Chúng ta theo các cái hướng dẫn thực hành mới nhất của các tổ chức tim mạch có uy tín hay tổ chức cấp cứu. Đấy, chúng ta có nhiều kênh tham khảo. Và quan trọng nhất là gì? Nếu chúng ta đủ cập nhật thì các tài liệu, cho dù của Hội Tim mạch Hoa Kỳ hay Hội Tim mạch Châu Âu, Hội Tim mạch Australia hay là Hội Cấp cứu Hoa Kỳ vân vân, thì nó sẽ cùng quan điểm, thường là cùng quan điểm. Đôi khi có một vài điểm nhỏ khác biệt nhưng nói chung là cùng quan điểm. Đấy. Nói chung là cùng quan điểm. Thì trong trường hợp này hiện nay chúng ta đang tham khảo cái lược đồ cấp cứu nhịp tim nhanh ACLS của Hội Cấp cứu Hoa Kỳ. Đấy, xuất bản trên mạng internet. Đây là phiên bản 2019. Và nói rõ luôn là phiên bản 2019 này là gần như là diện giữ nguyên tinh thần 2015. Đấy. Và có thay đổi thì chăng nữa thì phải đến 2020 mới thay đổi. Đấy. Và bản 2015 thì viết rằng là gì ạ? Chúng tôi tôn trọng tinh thần của ACC 2010. Đấy. Cho nên chúng ta ý là gì? Trong vòng 10 năm trở lại đây chúng ta không thấy quá nhiều sự thay đổi trong lược đồ cấp cứu các cơn tim nhanh này. Nhưng tôi xin nhắc lại là đây là gì? Chúng ta để ý là gì ạ? Cấp cứu cơn nhịp nhanh có gì ạ? With a pulse, tức là có gì? Có mạch, có mạch. Còn nếu mà không mạch thì sao? Không mạch chính là bài của thầy Tuấn ngày hôm qua. Đấy, chính là cấp cứu ngừng tuần hoàn. Đấy. Không có mạch thì sao? Là cấp cứu ngừng tuần hoàn, có thể bàn tiếp. Còn đây là một cơn nhịp nhanh có mạch thì cách xử trí nó sẽ hơi khác một chút. Chúng ta tập trung vào việc cắt cơn nhịp nhanh chứ không phải thực hiện các hồi sinh tim phổi cơ bản nữa. Đấy. Nhưng mà cấp cứu nhiều khi là có mạch xong mà cấp cứu lúc mà thành mất mạch thì lại câu chuyện lại khác, đúng không ạ? Cho nên chúng ta phải hết sức linh hoạt. Vậy thì tinh thần này như thế nào? Khuyến cáo này nó sẽ có phóng đại lên thì lược đồ này như thế nào? Thì lược đồ này thứ nhất là gì ạ? Chúng ta tiếp cận một bệnh nhân, tiếp cận bệnh nhân đấy có cơn tim đập nhanh, tim đập nhanh và mốc tham chiếu là trên 150 chu kỳ phút. Đấy, thường là các cơn tim đập nhanh bất thường là trên 150 chu kỳ phút, nào tim nhanh kỳ quái trên thất, tim nhanh thất, cuồng nhĩ, rung nhĩ đáp ứng thất nhanh, vân vân. Đấy, đôi khi có cả nhịp xoang nhanh nữa. Nhưng người ta biết rằng là nhiều trường hợp tim nhanh thực sự tần số tim không được 150 đâu,
Chúng tôi đã từng gặp những cơn nhịp nhanh vào lại nút nhĩ thất, tần số tim chỉ có 120 phút. Đấy. Chúng tôi cũng gặp khá nhiều các cơn tim nhanh thất, tần số tim chỉ khoảng có trên dưới 120 phút, thậm chí là nó cứ luân phiên với nhịp xoang, nhưng bản chất nó vẫn là nhịp nhanh thất. Đấy. Ngược lại thì khá nhiều trường hợp chúng ta có những trường hợp nhịp xoang nhanh, tần số tim vượt qua 150 phút. Tôi gặp nhiều trường hợp là một người phụ nữ bị quá stress rồi, hoặc là sau khi dùng một cái chất kích thích nào đấy ở một cái nam giới, sau đó nhịp tim nó phi mã lên. Đấy. Nhưng mà tần số 150 cho chúng ta để tham khảo thôi, như cái mốc để chẩn đoán. Từ đó trở lên chúng ta mới quan tâm đây là một cấp cứu nhịp tim nhanh. Đó. Thế vậy thì chúng ta tiếp cận bệnh nhân này như thế nào? Thì chúng ta sẽ gì ạ? Đầu tiên là chúng ta phát hiện và xử trí các nguyên nhân gây ra cái loại nhịp cấp tính. Trước hết là phải kiểm soát đường thở cho bệnh nhân này, hỗ trợ nếu cần này. Thế là cho thở oxy nếu độ bão hòa oxy kẹp đầu tay đấy dưới 94%. Và sau đó nếu như bệnh nhân đủ ổn định, và cũng mọi trường hợp cũng phải làm như vậy thôi, ta lắp cái monitor theo dõi, bởi vì nó vẫn còn mạch mà. Còn mất mạch thì sao? Mất mạch thì không có những mục này nữa, phải ép tim luôn đấy. Rồi mắc máy đo huyết áp và kẹp oxy đầu tay, việc này chúng ta đã thành thục đúng không ạ, và thường chỉ mất khoảng 3-5 phút là các cái quy trình này đều xong, vì bệnh nhân có mạch cho nên họ đủ thời gian để có thể làm việc đó được. Và tiếp theo nữa, chúng ta trả lời một câu hỏi then chốt là bệnh nhân này có cơn tim đập nhanh này có gây ra rối loạn huyết động hay không? Cụ thể là gì ạ? Cụ thể là hãy có 5 ngón tay trên một bàn tay. Một là có tụt huyết áp không? Thực hiện bằng cách gì? Đo huyết áp. Tại sao đo huyết áp? Bởi vì cơn nhịp nhanh vẫn còn mạch. Còn mạch có nghĩa là thường bệnh nhân vẫn còn tỉnh. Còn nếu bệnh nhân mà mất mạch thì sao? Thì không đo huyết áp nữa. Đấy, cho nên chúng ta xác định và đo huyết áp. Thứ hai là bệnh nhân có rối loạn tâm thần cấp hay không? Đây chính là tình trạng cơn nhịp tim nhanh đã gây ra thiếu hụt huyết động, giảm tới máu não. Câu hỏi thứ ba là bệnh nhân có bằng chứng của sốc không? Đấy, có thể huyết áp cũng còn tương đối ổn, nhưng mà gì ạ? Tay chân nhợt nhạt, sờ lạnh, huyết áp vẫn được 110-70, nhưng mà nổi vân tím, vã mồ hôi, đấy, cộng với kích thích vật vã, đấy chính là dấu hiệu của giảm tới máu. Rồi thứ tư nữa, bệnh nhân có đau ngực tiến triển hay không? Đấy, nhiều trường hợp bệnh nhân huyết áp vẫn khá vững nhưng mà đau ngực không chịu được, bởi vì cơn nhịp nhanh đã dẫn tới thiếu máu cục bộ, cơ tim nặng. Đấy. Rồi nhiều trường hợp là bệnh nhân khó thở cấp tính. Đấy. Khó thở, thậm chí có những cơn nhịp nhanh và khá ổn định trong 1-2 ngày đầu, còn khi đến viện thì đã diện khó thở nhiều và đã gan to, thì lúc này chúng ta sẽ thấy là bệnh nhân đã bắt đầu rối loạn huyết động rồi. Đấy. Và nếu bệnh nhân có 1 trong 5 dấu hiệu như vậy, có 1 trong 5 dấu hiệu thì là chữ yes đúng không? Thì sao ạ? Thì sốc điện cắt cơn. Sốc điện cắt cơn trừ nhịp xoang nhanh thôi nhé, còn lại chúng ta sốc điện cắt cơn là cách an toàn nhất, cho dù bản chất đó là QS thanh mảnh hay giãn rộng, nhưng đã rối loạn huyết động là chúng ta nên sốc điện cắt cơn. Nhưng mà người ta vẫn cho chúng ta một cái cửa, một cửa để có thể giải quyết gọn hơn một số trường hợp, thì người ta viết 2 dấu chấm đỏ. Chấm đỏ thứ nhất là nên gây mê. Đấy, gây mê để sốc điện cho tránh cái đau cho người bệnh và tránh cái sự hoảng hốt về tâm lý. Nhưng mê chỉ nông thôi, không cần mê sâu lắm. Đấy, chúng ta đã thấy có những ca sốc điện tại Q3 thì tham gia cùng với chúng tôi, ta mê rất nông là đủ, không cần quá sâu, nhưng cũng nên gây mê an thần cho họ. Và nếu cơn nhịp nhanh đang diễn ra đó có ảnh hưởng huyết động thật sự nhưng QRS thanh mảnh, tức là bản chất khả năng sẽ diện tiên thất, QRS thanh mảnh thì chắc chắn tiên thất, QRS giãn rộng thì có thể là diện nhịp nhanh thất là nhiều khả năng, nhưng cũng có thể là tim nhanh tiên thất bị lệch hướng. Nhưng QRS thanh mảnh thì gần như chắc chắn là tim nhanh tiên thất, thì chúng ta có thể cân nhắc dùng adenosine để cắt cơn. Đó. Khuyến cáo nói rất rõ ràng và cũng không có gì khó hiểu. Nếu như bệnh nhân no có nghĩa là gì ạ? N là no, có nghĩa là không có các bằng chứng của tụt huyết áp, rối loạn huyết động, thì chúng ta thư thái một chút. Chúng ta sẽ trao đổi lệnh, y lệnh cho các điều dưỡng viên là ghi điện tâm đồ 12 chuyển đạo. Đó. Ghi điện tâm đồ 12 chuyển đạo sẽ hiện hình cơn tim đập nhanh, tim nhanh trên 12 chuyển đạo và chúng ta có thời gian để phân tích nó. Trả lời câu hỏi quan trọng thứ hai là phúc bộ QRS có giãn rộng hay không? Đấy. Nếu phúc bộ QRS mà không giãn rộng thì chắc chắn là gì ạ? Chắc chắn đây là một cơn tim nhanh tiên thất, tim nhanh tiên thất. Thì chúng ta gì ạ? Thực hiện các biện pháp cường phế vị, xoa xoang cảnh, adenosine, chẹn beta, chẹn kinh canxi, có thể dùng thường dùng đường tĩnh mạch và tham vấn các chuyên gia nếu như cái loạt xử trí đầu tiên không thành công và chúng ta cần có sự hỗ trợ của chuyên gia. Nếu cơn nhịp nhanh có QRS giãn rộng thì chúng ta cũng ghi điện đồ 12 chuyển đạo là tốt nhất để phân tích.
có thể chúng ta sẽ lập ra một câu chuyện là gì ạ? Quyết đoán giãn rộng này là cơn tim nhanh thất thực sự hay là tim nhanh chân thất bị dẫn tuyến lệch hướng? Thì chúng ta sẽ phân tích điểm đồ tiếp theo tôi sẽ trình bày phần sau. Và thì chúng ta có thể cho adenosine nếu nhịp đều. Đây là tinh thần mới. Thì tinh thần này nó cũng phù hợp với khuyến cáo 2019 của Hội Tim mạch châu Âu về cơn tim nhanh chân thất. Chúng ta có thể sử dụng các thuốc chống loạn nhịp, đặt vai trò của procainamide, vai trò của cortisone, của lidocaine. Và cho tí chúng ta sẽ bàn thêm một tí. Và có thể cân nhắc ý kiến của chuyên gia. Đấy, expert consultation. Cụ thể là gì? Chúng ta sẽ nói là nếu mà liều đầu mà chưa được thì có thể truyền liều nữa. Đấy cũng ý kiến chuyên gia. Còn chuyên gia bảo rằng là gì? Sáng giờ đã cắt cơn 5 lần này. Và tiếp tục tái phát và đã dùng 5 lọ cortisone. Lọ thứ 6 nó sẽ bị quá liều mất. Cho nên thôi đặt một cái máy tạo nhịp tạm thời và tạo nhịp vượt tần số. Đấy chính là ý kiến chuyên gia. Còn nếu các bạn đủ chuyên gia thì các bạn ra y lệnh trực tiếp. Không có vấn đề gì. Đó. Cụ thể là gì? Một số cái liều lượng chúng ta cân nhắc. Thứ nhất là sốc điện đồng bộ. Sốc điện đồng bộ thì chúng ta cần phải ấn nút đồng bộ và phải có điện tâm đồ mắc vào cái máy sốc điện. Đó. Còn trong việc vội quá mà không kịp mắc máy sốc điện thì làm sao? Có ai biết không? Để sốc điện đồng bộ được. Tức là không đến lúc quá vội đâu. Nhưng trong việc vội mà thì sao? Thì chúng ta chuyển sang mode là pedal trên cái máy sốc điện của chiếc pedal. Và khi chúng ta áp hai cái bản cực vào cạnh ức và mỏm tim bệnh nhân thì đó chính là chuyển đảo D1. Và khi đặt pedal vào chúng ta giữ nguyên tay, bạn đồng nghiệp chúng ta sẽ ấn chữ synchronize, chứ còn chúng ta không có tay ấn đâu nhé, thò tay ấn nó lại ngắt mất, lại không nhận cảm được. Thì lúc đó chúng ta chuyển sang là diện sốc đồng bộ, sử dụng luôn hai bản sốc điện để ghi điểm đồ, tinh thần như một cái chuyển đảo D1 hoặc D2 thì đúng hơn đó. Và với cơn nhịp nhanh QRS thanh mảnh thì chúng ta chỉ cần dùng liều 50-100 joule là đủ. Đấy. Nếu như không đều, thường nó có thể là cuồng nhĩ hoặc là rung nhĩ, thì chúng ta sốc điện liều tăng lên có thể đến 200 joule. Đây là biphasic, là cũng tương đối cao đấy, liều tương đối cao. Còn nếu cơn nhịp nhanh QRS giãn rộng mà đều thì 100 joule. Còn nếu mà rộng mà không đều thì lúc đấy chúng ta bắt buộc phải sốc điện phá rung, có nghĩa là không có nút synchronize. Cái này các bạn cũng đã khá là quen thuộc rồi. Đây liều adenosine 6mg, 12mg chúng ta cũng đã quen thuộc. Liều của procainamide là một cái thuốc mà không sẵn có tại Việt Nam. Mặc dù được sử dụng khá đầu tay tại các nước phương Tây, ở các nước khác, nhưng không có sẵn có tại Việt Nam. Thì khi cần chúng ta, nếu có thuốc thì chúng ta có thể tra cứu liều lượng. Chúng ta bàn một chút về amiodarone. Đây là thuốc mà được sử dụng để truyền tĩnh mạch cắt cơn. Tuy nhiên là gì? Việc sử dụng liều lượng cũng như cách dùng thế nào nó tùy thuộc vào từng người bệnh, rất cụ thể, rất là cá thể hóa. Thông thường thì để cắt các cơn tim nhanh thất quyết đã giãn rộng thì người ta khuyên là truyền cortisone. Tiêm tĩnh mạch chậm thì hơi khó, thực ra là bởi vì khó là mỏi tay lắm, đúng không ạ? Mà có thể là lúc nhanh chậm, cho nên thì bơm tiêm điện truyền một lọ trong vòng 10 phút đầu tiên. Đó, một lọ 10 phút đầu tiên. Nếu cắt cơn được, nếu không chúng ta có thể lặp lại liều. Và sau đó chuyển sang duy trì, có nghĩa là truyền một lọ trong vòng khoảng 5 giờ. Đấy, tức là 1mg trên phút. Đấy. Nhưng mà có những trường hợp chúng ta có thể giãn liều ra một chút. Đấy. Ví dụ ngày hôm qua một bệnh nhân rung nhĩ mới xuất hiện được khoảng chưa được 12 tiếng vào viện, sau khi chúng ta đã xét cứu được vấn đề về đông cầm máu, thì bệnh nhân đang dùng chống đông từ trước, không phải lo về mặt huyết khối nữa. Rung nhĩ lại mới xuất hiện thì chúng ta sẽ dùng cortisone cắt cơn. Đấy. Và vậy chúng ta sẽ truyền cortisone trong 10 phút để cắt bằng được thật nhanh, hay chúng ta truyền chậm hơn một tí. Thì trong trường hợp này chúng tôi quyết định là truyền trong vòng 2 tiếng, 2 lọ. Và đến khoảng gần hết lọ thứ hai thì là về xóa. Đấy, như vậy thì cắt cơn được, đảm bảo an toàn, bởi vì rung nhĩ thì đâu phải tụt huyết áp ngay được. Đấy. Và bệnh nhân cắt cơn êm thấm, không có những tác dụng phụ do truyền cortisone quá nhanh. Như thường truyền nhanh thì có thể gây tụt huyết áp. Đấy. Một lý do nữa cortisone có thể gây, chúng ta lưu ý chính là một số trường hợp, một số lô cortisone có thể gây dị ứng một thời gian. Thứ ba là một số bệnh nhân cortisone có thể gây ảnh hưởng tới chức năng gan, làm tăng men gan. Thứ tư nữa, cortisone có thể tương tác với thuốc chống đông, mà diện các bệnh nhân đang dùng thuốc chống đông thì khả năng dùng cortisone là khá cao, kiểu như rung nhĩ trên nền van cơ học chẳng hạn, hay van sinh học vân vân, hay đúng như các bệnh van tim chẳng hạn. Cho nên chúng ta lưu ý, nếu như dùng warfarin thì cortisone có thể tăng hiệu lực warfarin từ 30 thậm chí đến 50%. Chúng ta lưu ý xét nghiệm IRR. Nhiều trường hợp là người ta đang van cơ học được chúng ta nhận vào viện để sốt xuất hiện chuyển nhịp, sau đó mọi việc rất ổn, nhịp tim đều, bệnh nhân dễ chịu, các triệu chứng liên quan rung nhĩ nhanh đã hết và chức năng van cơ học có lẽ vì thế cũng sẽ tốt hơn đấy.
Nhưng một tháng sau xuất hiện vào vì biến cố chảy máu, thì chúng ta quên mất một điều là sau khi sốc điện xong, chúng ta dùng Coron để duy trì nhịp xoang và tương tác với thuốc chống đông làm tăng IR, xét nghiệm vào IR có thể lên 8 đến 10, bệnh có thể tụ máu trong cơ vân vân. Hay cho nên chúng ta phải tính toán mọi thứ hết sức cẩn thận. Vấn đề nữa của Coron chúng ta cần lưu ý trong thực hành chính là Coron gây QT dài trên nền bệnh nhân đã có QT dài từ trước, hoặc dùng Coron tới mức đã bị QT dài thì chúng ta cân nhắc dừng thuốc hoặc giảm liều. Còn nếu không thì nó sẽ sinh ra những loại nhịp khác còn khó chịu và nguy hiểm rất nhiều. Đấy. Tôi xin trao đổi một nét, chúng ta cũng liên hệ một tí xíu với khuyên cáo 2019 của Hội Tim mạch châu Âu về tim nhanh trên thất, để xem nó có mâu thuẫn gì với tinh thần của Hội cấp cứu Hoa Kỳ mà tôi đã vừa trình bày không. Thì tôi thấy là khá là tương đồng ở chỗ là gì ạ? Đối với một cơn nhịp nhanh mà QRS thanh mạch, bởi chúng ta nói về cấp cứu nhịp nhanh có thể thanh mạch hoặc giãn rộng. Đấy, chúng ta tiếp cận xử trí cấp cứu một cơn nhịp nhanh QRS thanh mạch mà trước đó chưa hề rõ tiền sử. Có nghĩa là trong đêm cấp cứu bệnh nhân chạy thẳng vào khoa chúng ta với một cơn nhịp nhanh đang diễn ra. Đó. Và ghi điện tâm đồ hoặc monitor theo dõi thấy QRS thanh mạch. Thì câu trả lời có rối loạn huyết động hay không chính là cái 5 yếu tố như tôi đã nói. Nếu như bệnh có yes thì sao? Người ta khuyên cáo là sốc điện. Đấy, màu xanh chỉ được loại 1. Đấy. Cho nên là gì? Hoàn toàn tương thích về mặt tinh thần. Nếu mà no thì sao? Tức là không có rối loạn huyết động thì chúng ta làm biện pháp cường với vị, giống như tinh thần lúc nãy. Cường với vị không được thì adenosine cũng như vậy. Adenosine không được nữa thì có thể cân nhắc V-dopamine hoặc chạm beta giao cảm. Đó. Nhưng năm nay tinh thần của khuyến cáo này có khác với năm 2003 một ý, khá là nhỏ thôi nhưng khá là quan trọng. Chính là adenosine tiếp tục củng cố vị trí màu xanh, có nghĩa là chỉ được loại 1 trong cắt cơn. Nhưng mà vai trò của verapamin, tức là chẹn canxi nhóm diltiazem đấy, tức là nhóm nonhydropyridine. Xin lỗi, nhóm gọi là nhóm verapamin đấy, thì là chỉ định trước đây loại 1, bây giờ chuyển xuống còn giảm xuống còn loại 2A. Đó. Bớt đi một chút xíu. Bởi vì người ta thấy được một số trường hợp dùng chẹn canxi gây tụt huyết áp. Cho nên người ta vẫn nên dùng adenosine là trước. Đấy. Chẹn beta giao cảm nâng mức lên một tí. Trước đây là 2B, bây giờ thành 2A. Như vậy năm nay tinh thần là gì? Trước một cơn nhịp nhanh kỳ phát trên thất, sau khi đã làm các biện pháp cường phế vị hay là adenosine không cắt được cơn, thì chúng ta có thể lựa chọn chẹn canxi và chẹn beta giao cảm tương đương nhau về mặt mức độ chỉ định, tùy theo thói quen và theo các yếu tố xét đến nữa. Ví dụ bệnh nhân hen thì chắc chắn phải dùng verapamin, đúng không? Bệnh nhân tiền sử có thể là huyết áp quá là mong manh, đúng không? Thì chúng ta có thể, mà tác động của chẹn canxi trên huyết áp có thể mạnh mẽ hơn, có số nghiên cứu thì chúng ta có thể sử dụng chẹn beta giao cảm. Đấy, trên cái đấy là yếu tố cá thể hóa. Tinh thần của Hội Tim mạch châu Âu 2019 về xử trí cấp cứu cơn nhịp nhanh với QRS giãn rộng. Vì hôm nay chúng ta nói với họ hàng nhịp nhanh mà. Nếu cơn nhịp giãn rộng mà rối loạn huyết động thì sốc điện, tinh thần giống hệt như lúc nãy. Nếu như mà không có rối loạn huyết động thì làm biện pháp cường phế vị, đây là điểm mới. Chúng ta hoàn toàn có được quyền xoa xoang cảnh cho bệnh nhân cơn nhịp nhanh với QRS giãn rộng, bởi vì 20% có thể cắt cơn được nếu như nó là cơn tim nhanh trên thất lệch hướng, và có thể cân nhắc adenosine trong lúc chuẩn bị dùng các thuốc thực sự cắt cơn ở tầng thất. Đó là yếu tố chúng ta cần lưu ý. Đó. Và cũng nhấn mạnh vai trò của procalcitonin và lidocaine. Tuy nhiên trong trường hợp này thì amiodarone đấy được giáng xuống mức 2B, có nghĩa là gì? Cần lắm mới phải dùng đến. Nhưng tại hoàn cảnh thực tiễn chúng ta không có những thuốc như procalcitonin, chúng ta cũng thậm chí là không có cả adenosine nữa thì sao? Ta buộc phải cắt cơn bằng amiodarone. Đấy, giờ chúng ta áp dụng cái guidelines vào hoàn cảnh thực tiễn chúng ta. Đấy, cũng như vấn đề của các nước khác thôi. Đấy, tại hội nghị châu Âu có những nước giàu, nước nghèo và các đại diện đến từ các nước nghèo hơn bảo là thuốc này chúng ta không có, chúng ta phải dùng loại này. Thì cái hội đồng khoa học vẫn phải chấp nhận ý kiến đó, vì đó là cái thực tiễn của họ. Và đây cái điểm này nếu các bạn nào quan tâm cũng lưu ý một chút là trong năm nay 2019 tiếp cận cắt cơn nhịp nhanh QRS giãn rộng về mặt thuốc thì procalcitonin vẫn lựa chọn tương đối sớm nhưng mà bị giáng xuống từ 1 xuống còn 2A. Đấy. Adenosine thì được nâng lên một bậc. Đấy. Cho nên bây giờ ta thấy hơi ngạc nhiên nhỉ. QRS giãn rộng lại dùng adenosine nhiều hơn. Thế vì sao? Thuốc nó an toàn. Tiêm một cái không cắt cơn thì cũng chẳng làm sao cả. Thuốc sẽ thải hết và chúng ta sẽ bắt đầu cái vòng dùng thuốc khác mà không bị tương tác gì. Đấy. Cũng không bị các tác dụng phụ kéo dài. Đấy. Cho nên adenosine được nâng cao lên. Trong khi các thuốc kinh điển thì bị giáng xuống.
Đấy, Prokamid giáng bậc, còn Abiraterone thì giáng luôn cả hai bậc xuống còn 2B. 2B không có nghĩa chống chỉ định, mà gì ạ? Vẫn là có thể chấp nhận được. Đấy, reasonable. Chứ không phải chống chỉ định, chỉ loại 3 mà không được dùng thôi. Đó. Và một số thuốc như là lidocaine không được nhắc đến trong khuyến cáo chính. Cho nên chúng ta cắt cơn bằng lidocaine khá hiệu quả. Thực tế chúng ta cũng đã cắt nhiều trong các cái thực hành. Nhưng mà về tinh thần chung ấy, là khi không có các thuốc khác mới dùng lidocaine. Tại sao như vậy? Vì lidocaine là một thuốc có hiệu quả cắt cơn theo các thử nghiệm thì chưa đến 50%. Đấy. Cho sau này chúng ta cắt cơn bằng lidocaine thành công thì chúng ta nhớ là à nó cắt cơn thành công, nhưng thất bại chúng ta lại dễ lãng quên đi. Chúng ta không làm tổng kết đầy đủ, nhưng thực chất chỉ 50-50. Ý thứ hai là lidocaine rất độc cho thần kinh trung ương và cho gan. Đấy. Chứ các bạn nhớ. Thứ ba là thuốc cũng có thời gian thải cũng tương đối lâu ở trong họ hàng cấp cứu. Cho nên là chúng ta cần lắm chúng ta mới dùng hoặc khi không có sẵn các thuốc khác. Một vài cái lưu ý tôi sẽ liệt kê lại để cùng ôn với các bạn thôi. Không nên trì hoãn sốc điện. Đúng không? Tất cả các tuyến, các bệnh viện phải sử dụng máy sốc điện thành thục trong tình huống cấp cứu đúng chỉ định. Đó. Sốc điện là hiệu quả và an toàn nếu chúng ta làm đúng. Có thể sốc điện được cả phụ nữ mang thai. Đấy. Cho nên là chúng ta đừng ngại, đừng ngại. Nhiều trường hợp là trì hoãn do ngại sốc điện. Máy sốc điện có sẵn tại phòng cấp cứu các anh chị. Bệnh nhân bị cơn nhịp nhanh, có đe dọa huyết động, một vài giờ không cắt cơn được, chúng ta chuyển tuyến mà không sốc điện. Khi bệnh nhân đến trước cổng bệnh viện Bạch Mai thì huyết áp nó thấp cũng rất sâu rồi, đúng không? Thậm chí là nhiều trường hợp phải rất khẩn trương mới cắt cơn, còn nguy hiểm tính mạng. Đấy, như vậy là cũng không đúng. Thứ hai nữa là nên coi cắt cơn nhịp nhanh với quy rét sẵn rộng là tim nhanh thất luôn, nếu mà không có kỹ năng phân biệt hoặc khó phân biệt. Đấy, đừng đặt ra vấn đề học thuật nặng nề trong cái giai đoạn này. Đấy, tí nữa tôi sẽ có bài riêng, một khúc riêng về cái này, nhưng chúng tôi không bắt các bạn phải phân biệt đúng. Mà nếu quy rét giãn rộng thì chúng ta cứ xử trí như một cơn tim nhanh thất. Đấy. Nếu xử trí tim nhanh thất mà thực chất nó tim nhanh trên thất thì vẫn phần lớn là xử trí được và an toàn. Nhưng ngược lại, nếu bản chất là tim nhanh thất mà chúng ta cứ khăng khăng cho rằng nó là tim nhanh trên thất bị dẫn đến lệch hướng thì có thể nguy hiểm cho người bệnh. Tạo nhịp vượt tần số có thể chỉ định đối với các cơn nhịp nhanh đơn giản dai dẳng trên thất hoặc thất, nhưng mà trên thất thì dễ cắt rồi, ít gặp phải tình huống này. Tái phát nhiều lần sau sốc điện hay dùng thuốc chống loạn nhịp, và chúng ta có thể đặt máy tạo nhịp tạm thời để cắt cơn để tránh sự quá liều của thuốc chống loạn nhịp, tránh phải sốc điện quá nhiều lần gây tổn thương phần mềm thành ngực, nhiều trường bỏng hết cả ngực. Đấy. Vừa rồi bệnh viện tỉnh Hà Nam có chia sẻ một ca trên Facebook, bệnh nhân sốc điện 60 lần và cứu sống được, thì đúng là một cái thành công đấy. Nhưng rõ ràng là 60 lần đấy chúng ta tưởng tượng cái thành ngực bệnh nhân sẽ như thế nào. Lidocaine vẫn có thể chỉ định được, nhưng mà gì ạ? Chỉ định nên bó hẹp lại vì chúng ta hơi nhiều lúc hơi lạm dụng lidocaine. Đó. Tạo nhịp tạm thời có thể cân nhắc những trường hợp xử trí cấp cứu nhịp nhanh nhưng liên quan background là nhịp chậm, như là một hội chứng quy tê dài, block nhịp cấp 3 kèm xoắn đỉnh. Đấy, thì chúng ta tạo nhịp tạm thời là điều trị cơ bản cho cấp cứu nhịp nhanh. Đấy. Và nên cho chạy beta ngay khi đặt máy tạo nhịp xong mà dẫn tốt. Đấy. Với các cơn nhịp nhanh đều quy rét xanh mảnh kèm rối loạn huyết động thì có thể cho adrenaline khi chuẩn bị sốc điện, chúng ta đã nói. Nếu các cơn nhịp nhanh mà không đều thì sao? Thì cửa chẩn đoán khá thu hẹp lại, chỉ còn họ hàng nhà gì ạ? Họ hàng nhà nhanh cuồng rung nhĩ với dẫn truyền nhĩ thất biến đổi, đặc biệt là rung nhĩ, mà 90% là rung nhĩ. Thì lúc đó chúng ta phải xử trí theo khuyến cáo riêng của rung nhĩ, chứ đừng vội vàng. Đấy. Nhiều trường hợp là thôi, nếu mà dùng thuốc mà không cắt cơn được thì chúng ta sốc điện luôn. Nhưng thực ra trong cái rung nhĩ thì chúng ta cần phải cân nhắc thêm cả yếu tố kiểm soát về huyết khối nữa. Mà khá phức tạp, lại không phải đơn giản. Đó. Đốt điện là một rối loạn nhịp, là một cái chỉ định có chuẩn bị, thường là một thủ thuật có chuẩn bị, selective. Nhưng mà đối với nhiều trường hợp mà rối loạn nhịp nặng ảnh hưởng huyết động không thể cắt cơn bằng các biện pháp thông thường, thì sao? Thì có thể cân nhắc đốt điện cấp cứu. Và thực tế chúng ta đã đốt điện cấp cứu khá nhiều trường hợp thành công, và đấy cũng là cách duy nhất để cứu sống bệnh nhân trong cái trường hợp đó. Đây vài nét về xoa xong cảnh, đúng không ạ? Hiện nay thì chúng ta cũng ngày càng ít nhắc tới ấn nhãn cầu vì các cái tác dụng bất lợi của nó. Đây là vị trí để xoa xong cảnh. Đấy, xoa xong cảnh cắt được các cơn nhịp nhanh vào lại. Và nếu mà rung nhanh cuồng nhĩ thì khi xoa xong cảnh sẽ làm giảm đáp ứng tần số thất và lộ ra những cái điện học nhĩ giúp chúng ta chẩn đoán. Cho nên là xoa xong cảnh
là một cái phương pháp điều trị. Rồi đây là một cái biện pháp đặt tạo nhịp vượt tần số mà có thể cuối buổi hôm nay thì tiến sĩ Phạm Thần Linh sẽ chia sẻ thêm các anh chị, tôi không đi sâu nữa. Đây là một cái ca tạo nhịp vượt tần số, đúng không? Chúng ta sẽ tạo nhịp. Vấn đề là chỗ là các bạn biết là cái chỗ tạo nhịp vượt tần số nằm chỗ nào ấy, của cái máy tạo nhịp tạm thời. Chúng anh biết không? Đây chính cái nắp này này. Mở cái nắp này ra thì mới có phím tạo nhịp vượt tần số. Đấy. Mở nắp này ra thì mới tạo nhịp được. Nhiều bạn có thể chưa biết. Để tôi sẽ dành một vài phút để nói lại một tí xíu về tiêu chuẩn chẩn đoán phân biệt các cơ nhịp nhanh QDS rộng. Đây là một cái chủ đề mà rất nhiều lần giao ban chúng ta đề cập đến. Đấy. Tôi còn 15 phút nữa, tôi sẽ tận dụng hết chỗ này. Vì đây là một vấn đề cũng phải đề cập lại các chị một tí. Nhiều bạn đã tự đọc, nhưng mà tôi sẽ hy vọng sẽ trình bày lại các bạn một lần nữa để cho các bạn có thể nắm vững được. Đấy, vững được. Thì thực chất là gì? Một cơ nhịp nhanh QDS giãn rộng. Nếu mà thanh mảnh thì chắc chắn tim nhân chân thất. Phần lớn trường hợp như vậy. Nhưng nếu mà giãn rộng thì có thể đó là tim nhanh thất, nhưng cũng có thể tim nhanh thất bị dẫn truyền lệch hướng, với xác suất là 80% là tim nhanh thất, 20% là tim nhanh chân thất dẫn truyền lệch hướng. Đây là kết quả công trình nghiên cứu của Brugada và cộng sự năm đăng tải năm 91 trên tờ Circulation. Thì người ta phân tích mấy trăm ca, 400-500 ca nhịp nhanh QDS giãn rộng có tiêu chuẩn chẩn đoán cuối cùng là thăm dò điện sinh lý và đốt điện. Thì thấy là 80%, hơn 80% một chút là tim nhanh thất, còn phần còn lại là tim nhanh chân thất dẫn truyền lệch hướng. Là xác suất như vậy. Và trong thực tế ở chúng ta thì tôi có vẻ như là xác suất cũng quãng khoảng hơn 80% và dưới 20%. Đấy. Như vậy thì nếu các bạn không có một học thuật gì hết, đúng không ạ? Chỉ cần nghe câu đấy thì là gì? Nhìn điện tâm đồ thấy QDS rộng và đoán luôn, đây không phải chẩn đoán nhé, đoán luôn là tim nhanh thất thì 80% các bạn đúng. Đấy. Tức là 80% xác suất đúng. Xác suất đúng có nghĩa là gì ạ? Có nghĩa là các bạn gặp 100 cơn nhịp nhanh QDS giãn rộng. Đấy. Các bạn đều nói tim nhanh thất thì 80% các trường hợp là đúng. Chứ không phải là đưa một điện tâm đồ ra, đúng không ạ? Trong 100 bạn vô tình, 80% các bạn sẽ trả lời là tim nhanh thất, còn 20% các bạn là tim nhanh chân thất. Bởi vì cái bản chất cái cơn tim nhanh chỉ có một thôi. Đấy. Thứ hai nữa là, nhưng nếu hỏi lại tại sao không phải là tim nhanh chân thất bị dẫn truyền lệch hướng, thì các bạn lại 80% không trả lời được. Đấy. Theo tổng kết của tôi là như vậy. Hy vọng là tỷ lệ này sẽ được cải thiện sau mấy phút tiếp theo này. Đây là bài báo của tập tác giả Brugada và cộng sự, và cũng từ bài báo này thì đã đưa ra tiêu chuẩn Brugada. Đấy. Cách tiếp cận rất về phương pháp luận là như thế nào? Người ta phân tích tất cả các cơ nhịp nhanh quy đất giãn rộng tại cái trung tâm hoặc nhiều trung tâm đấy, chắc sau cũng khá nhiều năm đấy. Sau đó thì người ta có tiêu chuẩn vàng chẩn đoán, và người ta phân tích các đặc điểm điện tâm đồ bề mặt của hai họ, một họ tên thất dẫn lệch hướng, mặt là thất bị dẫn truyền lệch hướng, à, thất chính danh đấy. Và người ta sẽ đưa ra tìm được độ nhạy, độ đặc hiệu của các cái tiêu chuẩn điện tâm đồ, và người ta xây ra dựng ra một cái lược đồ chẩn đoán. Đấy chính là bước 1 của phép thử. Bước 2 là gì ạ? Người ta vác cái lược đồ này đấy, huấn luyện các bác sĩ thực hành và chẩn đoán phân biệt, và sẽ trả lời được là khi áp dụng thực tiễn đúng được bao nhiêu phần trăm. Đấy, thì người thấy là xác suất có thể đúng tới 90%. Và giai đoạn thứ hai chính là giai đoạn validation, giai đoạn áp dụng thực tiễn để đánh giá hiệu quả. Cho nên thưa các bạn là phân tích tiêu chuẩn vàng chỉ đưa ra được độ nhạy, độ đặc hiệu của phép thử. Đấy, còn muốn biết cái lược đồ này nó có ý nghĩa chẩn đoán bao nhiêu phần trăm, tức là độ chính xác, thì chúng ta phải áp dụng tiến cứu hoặc hình thức tương đương đấy, dựa vào lược đồ để phân biệt. Đấy, hai cái phương pháp rất khác nhau, nhưng trong cái xây dựng về các lược đồ điện đồ, người ta bao giờ đi qua hai bước như vậy. Đây là tiêu chuẩn Brugada. Thứ nhất là đọc một cái điện tâm đồ. Đây cũng đơn đặt hàng của thầy Tuấn cho tôi đấy. Đọc một điện tâm đồ xem nó có dạng phức bộ R lớn, S lớn ở các chuyển đạo trước tim hay không. Nếu mà có, đúng không ạ? Tức là đây là có một câu là absence, tức là không tồn tại phức bộ dạng R trên S ở các chuyển đạo trước tim. Nếu đúng như vậy thì nó là gì ạ? Tim nhanh thất. Đấy. Nếu mà chúng ta nhìn thấy một phức bộ R trên S thì bước 1 đã không phân biệt được, chúng ta đi sang bước 2. Bước 2 chúng ta sẽ đo khoảng cách từ đầu sóng R tới đáy của sóng S, đoạn thấp nhất sóng S. Nếu khoảng cách này trên 100 mili giây thì nó là tim nhanh thất, còn dưới 100 mili giây cũng chưa phân biệt được, chúng ta đi ra bước thứ 3. Bước thứ 3 câu hỏi đặt ra là có phân ly thất nhĩ hay không. Nếu có thì chắc chắn tim nhanh thất, nếu không thì đi sang bước thứ 4.
Bước thứ tư, bắt đầu phân tích hình dạng sóng của phúc bầu khí đã giãn động đó để xem nó thuộc về miền nào hơn, là tim nhanh trên thất hay tim nhanh thất. Đó. Thông thường thì chúng tôi, theo thói quen của tôi đấy, thì tôi sẽ bắt đầu bằng tiêu chuẩn số 3 trước. Đấy. Nhưng thôi, đây chúng ta sẽ khảo cứu lại cái tiêu chuẩn Bugara như thế nào. Còn cái bước thứ 3, phân ly thất nhĩ này, ở con mắt của một bác sĩ nhìn tinh mắt thì có thể phân biệt được khá nhiều trường hợp đấy. Và đó gần như tiêu chuẩn, gần như chắc chắn nhất đến sớm được vào mắt chúng ta. Đó. Còn nếu không thì chúng ta sẽ lật lại lược đồ Bugara. Đấy. Cho theo thói quen của tôi thì tôi tìm cái dấu hiệu phân ly thất nhĩ trước. Nếu không có thì bắt đầu lần lượt áp dụng lại các bước còn lại của tiêu chuẩn Bugara. Nhưng tại sao ở vị trí này người ta đặt vị trí số 3, không phải vị trí số 1? Là bởi vì xây dựng một lược đồ chẩn đoán, người ta sẽ nhặt ra cái tiêu chuẩn nào có độ đặc hiệu cao hơn cả. Trong trường hợp này tiêu chuẩn này đặc hiệu là 1 cơ. Đấy. Nhưng độ đặc hiệu không có nghĩa là gì ạ? Không có nghĩa nó nhạy, nhạy là một cái tiêu chuẩn khác, một khía cạnh khác. Bây giờ ta sẽ ví dụ. Câu hỏi đầu tiên là có phúc bộ dạng R trên S từ V1 đến V6 hay không? Đấy. Nếu không thì là tim nhanh thất. Đây là các cái cơn nhịp nhanh. Tôi lấy đơn cử là cái cơn nhịp nhanh số 1 này thì có dạng R trên S không? Thì thứ bạn là toàn QS cả. Đây là QS này, đây cũng QS, đây QS, đây QS, đây QS, đây QS. Đấy. Còn phúc bộ này có dạng R trên S hay không? Thì nó là gì ạ? QR, 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 QR. Tức không phải R trên S. Đấy. Như vậy thì 5 cái cơn nhịp nhanh hay 6 cái cơn nhịp nhanh này là đều không có dạng R trên S ở các chuyển đạo từ V1 đến V6 và nó tim nhanh thất, chẩn đoán luôn. Đó. Tim nhanh thất. Bước 2. Nếu như có một phúc bộ có dạng R lớn trên S lớn thì chúng ta tiến hành đo thời gian từ khởi đầu sóng R tới chỗ thấp nhất là sóng S. Cái tiêu chuẩn rất là lạ lùng. Chứ không phải kết thúc sóng S. Khởi đầu và kết thúc. Nếu khoảng cách này trên 100 mili giây thì là tim nhanh thất. Đấy. Đây là trường hợp thứ hai. Tại sao những biển tốc độ là chúng ta bắt buộc phải sưu tầm? Bởi vì nó hiếm, rất hiếm. Đây một cơn nhịp nhanh quy đắc giãn rộng. Các bạn đồng ý không ạ? Nhịp nhanh quy đắc giãn rộng. Bây giờ chúng ta phân tích dạng sóng ở V1 và V6. V1 có dạng gì ạ? V1 có dạng là R nhỏ và S lớn. Đúng không ạ? V2 có dạng gì ạ? R lớn và S lớn. R và S gần như tương đương. V3 cũng gần như R lớn, S lớn. Đấy. V4, V5 cũng dạng R lớn, S lớn. Như vậy là bước thứ nhất của tiêu chuẩn Bugara có phân biệt được không? Không, đúng không ạ? Nếu như không thấy phúc bộ này thì nó là tim nhanh thất chắc chắn. Còn nếu thấy thì lại đi bước tiếp theo, bước thứ hai. Vậy bước thứ hai chúng ta làm gì? Chúng ta đo khởi đầu của sóng R, cái đáy của sóng S. Trong trường hợp này là bao nhiêu mili giây? Trong trường hợp này là 1 ô nhỏ, 2 ô nhỏ và 3 ô nhỏ. Sấp xỉ 3 ô nhỏ. Là 100 bao nhiêu? 120 mili giây. Là lớn hơn 100 mili giây, đúng không ạ? Thì nó là tim nhanh thất. Và đây là một cơn tim nhanh thất. Đó. Tim nhanh thất. Tuy nhiên là mắt của tôi, tôi nhìn ra ngay đây là tim nhanh thất rồi. Nhưng thôi được rồi. Nhiều khi Bugara cách đây mấy chục năm có thể chưa hẳn đã là phát hiện hết được mọi khía cạnh đó, hoặc là có những kinh nghiệm đầy đủ. Đó. Bước thứ ba, nếu như ngộ nhỡ một khoảng cách nó có R đến S và nó bé quá thì lại tiếc nhỉ, đúng không ạ? Chưa đủ tiêu chuẩn chẩn đoán. Thì chúng ta đi sang bước thứ ba là có phân ly thất nhĩ hay không. Ở trong trường hợp này phúc bộ QS của cơn tim nhanh thất khá là hằng định, nhưng mà gì ạ, nó liên tục bị các cái sóng P lẫn vào. P này rơi vào giữa hai phúc bộ QS và hiện nguyên hình của nó. P này thì gì ạ, đánh vào sườn lên tạo ra cái móc lớn đấy. Rồi P này thì là gì ạ, đấy, gần như vào đỉnh của phúc bộ QS tạo ra một cái móc nữa, vân vân. Đấy, như vậy thì sự thay đổi, xin lỗi, luân phiên giữa các phúc bộ QRS, nếu nhìn tinh ra đấy chính là sự hiện diện của các sóng P. Làm sao để biết đây là P chắc chắn? Thì có một kỹ thuật chúng ta sử dụng băng vạch diện, vạch nhịp để biết được là các cái mấu móc này nó gần như hàng định, khoảng cách bằng nhau. Đấy, bằng nhau. Tuy nhiên nhiều trường hợp là gì ạ? Mấu móc này khoảng cách có thể không bằng nhau vẫn là tim nhanh thất thật. Là bởi vì sao? Bởi vì tim nhanh thất nó dẫn ngược lên nhĩ mà không phải một một. Bởi vì tầng thất là nhanh thất nhưng tầng nhĩ là gì ạ? Là rung nhĩ, thì cũng không ai cấm nó là bằng nhau. Nhưng trong trường hợp rung nhĩ thì sóng nhĩ khá là mịn và chúng ta khó phân biệt. Nhưng đôi khi vẫn nhìn thấy. Đây, tuy nhiên đấy những trường hợp rất ngoại lệ. Đây là một minh họa mà tôi thấy cũng tìm ra là những cái minh họa này rất hiếm và đơn giản. Cho nên là cũng khá lâu rồi vẫn phải giữ lại. Một cơn tim nhanh quy đắc giãn rộng có phúc bộ hiện diện của phúc bộ R trên S không?
thì ở V3 có hiện diện phúc bộ RNS. Như vậy là nó lại tiếp tục phải phân biệt, không rõ được. Còn nếu mà không thấy thì nó là tim nguyên thất. Khi sang bước 1 không thành công, chúng ta đo bước 2, chúng ta đo khởi đầu của sóng R đến đáy của sóng S. Chỗ này chỉ được có 80 giây thôi. Như vậy là bước 2 cũng thất bại nốt. Sang bước 3 có phân ly thất nhĩ không thì sao? Đây, để chúng ta nhìn thấy phân ly thất nhĩ rất rõ. Như vậy thì trong trường hợp này, đã áp dụng tiêu chuẩn Bugala không? Không cần, đúng không? Như tôi nhảy vào luôn bước 3, thấy đây là chẩn đoán tim nguyên thất luôn. Nhưng mà đây là một ví dụ rất điển hình của một trường hợp mà chẩn đoán đến tận bước 3 của Rugada. Đấy. Ấy vậy mà có nhiều trường hợp chúng ta phải sang cả bước 4 là không có tiêu chuẩn nào chắc chắn cả. Đây là những trường hợp rất tranh cãi, đặc biệt tại cái diễn đàn này, phòng giao ban này. Đấy. Lúc này rất khó, không biết là cái gì. Thì chúng ta phải phân tích dạng sóng ở các chuyển đạo trước tim là chủ đạo, xem nó gợi ý là tim này thất không. Bước này là bước khá là nâng cao. Nâng cao. Ví dụ như là cân nhịp nhanh quy tắc giãn rộng có lạng dạng block nhanh trái, có nghĩa là R lớn ở V5, V6. Thì nếu như mà block nhanh trái theo kiểu rất là lệch hướng thì nó hiền hòa lắm, đúng không ạ? Nó dạng thế này, chữ M, rồi sóng R nhỏ, sóng S sâu nó phẳng lặng. Nhưng nếu như tim nhanh thất thì nó diện có mốc, hoặc dạng QR chứ không phải là R lớn. Ví dụ như vậy. Để tôi lấy ví dụ. Đây một trường hợp mà cân nhịp nhanh có dạng block nhanh trái hoàn toàn, nhưng mà ở V6 nó diện QR chứ không phải là R lớn. Đấy. Cái chuyển đạo ở V2, cái sườn lên của sóng R có móc nhỏ. Đấy, chính là dấu hiệu gợi ý một cái bản chất tầng thất. Tuy nhiên đến tận mức này là gì? Mức hơi khó. Một trường hợp thứ hai khá là kinh điển, như vậy nó là tim nguyên thất. Một trường hợp thứ hai khá kinh điển là một định dạng block nhanh phải hoàn toàn. Một cân nhịp nhanh quy đất giãn rộng có dạng block nhanh phải hoàn toàn. Có nghĩa là V1 có dạng gì? Nhánh nội điện muộn mà, chứ thường nó có R nhỏ, S lớn, vân vân. Nếu như mà tim nhanh trên thất thì nó có dạng như cái tai thỏ. Thì tai thứ nhất thì thấp, tai thứ hai thì cao. Đấy. Còn nếu như là tim nhanh thất thì nó có thể ngược lại là tai thứ nhất lại cao hơn tai thứ hai, hoặc có dạng một pha. Gợi ý như vậy. Đây một ví dụ. Đây một cân nhịp nhanh. Nếu là tôi sẽ tìm luôn cái tiêu chuẩn khác. Nhưng mà chúng ta thấy là gì? Ở V1 có dạng gì? R lớn và R nhỏ. R trước cao hơn R sau. Thì nhiều khả năng nó sẽ tim nhanh vậy, nó sẽ là tim nhanh thất đấy. Nhưng mà nếu như chúng tôi thì chúng tôi không sử dụng tiêu chuẩn này, mà chúng tôi sẽ nhìn ở D3 hoặc D2. D2 thấy cái gì ạ? Đấy bắt đầu là nghi ngờ một P lẫn vào. Đây thì một P đúng vào cái tựa vào cái sườn xuống. Đấy, đây là một P hiện nguyên hình ra. Đấy. Đó là P ở D2 là dương mà. Đấy thì như vậy là nhìn ở D2 này, chúng tôi chuẩn là chắc chắn luôn là tim nhanh thất. Không cần phải qua cái bước phân tích này nữa. Nhưng nếu không bao giờ phân tích thất nhĩ này thì cái hình ảnh này R lớn cao, R sau thấp là rất gợi ý. Ngược lại một bệnh nhân khác cũng là một cơn nhịp nhanh kịch phát, xin lỗi tim nhanh thất, tim nhanh quy đất giãn rộng. V2 có dạng gì ạ? R lớn, V2 có dạng R nhỏ, R lớn. Đấy. Và R trước thì cao hơn hay thấp hơn R sau? Thấp hơn R sau. Nhưng mà đây là tim nhanh trên thất. Đó. Một số dấu hiệu khác chúng ta có thể cân nhắc ngoài cái phạm vi tiêu chuẩn Bugada. Thứ nhất là trục Tây Bắc. Trục Tây Bắc có nghĩa là từ Hà Nội lên Điện Biên đấy, trục Tây Bắc. Trục đấy không thể có dạng lần lệch hướng được. Trục Tây Bắc chứng tỏ là gì? Cái ổ ngoại vi khởi phát từ mỏm tâm thất và khử cực lên vai phải. Đấy. Nhát bắt được thất, nhát hỗn hợp, dẫn truyền thất nhĩ khác 1-1. Đây là ví dụ, một cơn nhịp nhanh, ta chưa cần bàn đến cái tiêu chuẩn gì khác. D1 âm hay dương? Âm. AVF âm hay dương? Âm. Nếu hai vector này âm thì cái vector khử cực thất nó chạy như thế nào? Nếu chạy từ đầu xuống chân thì AVF nó dương. Còn nếu AVF âm thì sao? Chạy từ chân lên đầu. D1 âm thì chạy từ gì ạ? Chạy từ gì? D1 âm có nghĩa là chạy từ trái sang phải. Đấy. Như vậy một vector chạy từ trái sang phải, từ chân lên đầu có nghĩa là trục Tây Bắc. Trục Tây Bắc này chắc chắn là tim nhanh thất. Đấy, gần như chắc chắn. Đó. Rồi dấu hiệu kinh điển, đúng không ạ? Đây là nhát hỗn hợp và nhát bắt được thất. Nhát hỗn hợp có nghĩa là một cái nhát bóp trong cơn nhịp nhanh, nó lai giữa dẫn truyền nhịp xoang xuống và lai giữa ổ chủ nhịp tâm thất. Đấy, còn nhát bắt được thất. À, nhát hỗn hợp. Còn nếu như nhát hỗn hợp này đủ sớm, nó chỉ khử cực theo kiểu nhịp xoang trong dãy của một cơn tim nhanh thất có quy đắc giãn rộng, thì sao?
thì nó thanh mảnh như nhịp xoang, gọi là nhát bắt được thất. Đó. Đây là một trường hợp nhát bắt được thất. Đấy. Rồi cái trường hợp một cơn nhịp nhanh mà có phân ly thất nhĩ khác một một. Đấy. Vì đây chúng ta nhìn thấy là cơn nhịp nhanh quy đã giãn rộng đây, nhưng nhĩ có lúc gì ạ? Nhĩ rơi vào đây, nhưng không phải là một một mà lại hai thất một nhĩ. Như vậy thì trong trường hợp này là nhĩ không phải nhĩ xoang mà nhĩ do tâm nhiên thất dẫn ngược lên đường dẫn truyền và theo kiểu 2-1. Hello thầy. Cơn này là cơn gì ạ? Chúng ta có thể áp dụng tiêu chuẩn Bugada. Ví dụ ở V4 là sao? V4 có dạng là giờ lớn, S lớn, chúng ta đo khởi đầu đây, ngót nghét 200 mili giây. Ừ thì tính nguyên thất, nhưng có cách khác phân biệt hay hơn bằng cách nào không? Thì các anh chị có thể nhìn vào đây, AVF đúng không ạ? AVF thấy là gì ạ? AVF thấy là cái con cá đực thì có mắt lồi này, con cá cái thì không có mắt này, đực cái, đực cái, đực cái, đấy chính là phân ly thất nhĩ 2-1 như tôi vừa nói, chính là cơn tim nhanh thất. Đấy, nói chung là điện tâm đồ có thể giúp phân biệt khá tốt nếu các bạn có kinh nghiệm tim nhanh thất, nhưng không phải tất cả các trường hợp. Đây là một trường hợp chúng tôi đã đốt điện, một cơn tim nhanh quy đắt giãn rộng thêm một cái thanh niên khoảng 20 tuổi gây cơn thấy quy đắt giãn rộng, thấy có vẻ hơi khó. Đấy, nếu áp dụng tiêu chuẩn Bugada có dạng R lớn, S lớn, khoảng cách giờ đến S cũng ngót nghét 200 mili giây, như vậy là nó nhận tim nhanh thất mất rồi. Nhưng thực chất là gì? Không phải lúc nào tiêu chuẩn Bugada cũng đúng. Trong trường hợp này đang tưởng chừng như chắc chắn tim nhanh thất tất cả các tiêu chuẩn của Bugada thì cơn nhịp nhanh tự nhiên lại hẹp lại. Thì sao? Một cơn nhịp nhanh mà đang rộng ngoác rộng thế này, nó hẹp lại thì chỉ có thể là gì? Chỉ có thể là tim nhanh chân thất mà lúc nãy nó đang nhịp, bị lệch hướng, bây giờ nó hết lệch hướng. Đấy. Không còn cửa nào khác cả. Không bao giờ một cơn tim nhanh thất tự hẹp quy đắt lại, mà chỉ có cơn tim nhanh tên thất đang dẫn lệch hướng và không lệch hướng nữa nên nó mới thanh mảnh trở lại. Đấy, cho nên không phải lúc nào cũng chính xác tiêu chuẩn Bugada. Chỉ chính xác được khoảng 95%, 98% thôi. Đấy. Và có một ca lâm sàng thôi, chúng tôi chỉ nói về nhấn mạnh đốt điện. Một ca lâm sàng chúng ta cắt cơn mãi không được và chúng tôi đã quyết định cắt cơn bằng đốt điện. Đấy. Gần như là một cái ca đốt điện cấp cứu. Đây một bệnh nhân mà chúng tôi đã cố gắng tạo nhịp vượt tần số. Đấy, tạo nhịp tích 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 vượt tần số, buông ra một cái về đúng một nhát nhịp xoang lại tái phát cơn nhanh thất. Đấy. Truyền thuốc từ sáng tới tối cũng cắt được cơn 3-4 giờ đồng hồ và bệnh nhân bắt đầu tụt huyết áp. Vậy làm thế nào? Thì chúng tôi đã quyết định là đốt điện cấp cứu theo hướng dẫn điện tâm đồ, đưa điện cực vào trong các buồng tim, xác định vị trí khởi phát loạn nhịp từ bó nhanh trái, một vị trí khá thường gặp. Và chúng tôi đã phát năng lượng tần số radio. Đấy, khi phát ra một cái thì ngay lập tức là cơn nhịp nhanh đã cắt, còn một vài ngoại âm thu thất tồn dư sau trở về nhịp xoang đó. Sau gần 2 ngày cơn nhịp nhanh bằng mọi cách không cắt được cơn, sốc điện không biết bao nhiêu lần và tái phát ngay. Và sau đó thì đương nhiên sau khi đốt điện thành công thì bệnh nhân đã huyết áp sẽ ổn ngay, lúc đầu huyết áp tụt. Đấy. Sau khi đốt điện. Đấy. Và để kết luận phần trình bày của tôi ngày hôm nay, kính thưa các anh chị các bạn đồng nghiệp, nhiều rối loạn nhịp tim nhanh có thể dẫn tới rối loạn huyết động và đương nhiên nặng nề nhất là ngừng tim. Tính cấp thiết và mức độ khẩn trương của cấp cứu cơn nhịp nhanh phụ thuộc vào tình trạng bệnh nhân và điện tâm đồ và cả hai, đúng không? Tuân thủ các phác đồ algorithm, đúng không? Không nên sáng tạo quá vì nó khá là đơn giản và hiệu quả, và trong trường hợp khó thì cần tham vấn các chuyên gia tim mạch.